Tiến Minh là trường hợp cá biệt của cầu lông Việt Nam vì anh có nền tảng tài chính vững mạnh cho phép bản thân có thể du đấu thường xuyên từ khi còn rất trẻ. Anh cũng là tay vợt hiếm hoi của Việt Nam có tiền thuê thầy ngoại ngay trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Trở lại giai đoạn cách đây khoảng 15 năm, Tiến Minh từng chật vật tìm kiếm huấn luyện viên cũng như nơi tập huấn. Ở thời điểm đó, cựu phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông thế giới nói thẳng các tay vợt Việt Nam chỉ có hai cách giành vé dự Olympic: nếu không có huấn luyện viên giỏi thì phải tập huấn nước ngoài và thi đấu thường xuyên ở các giải quốc tế. Tiến Minh may mắn theo học hai huấn luyện viên người Trung Quốc và Malaysia, người từng dạy cho Lee Chong Wei. Anh cũng có nhiều tháng trời tập huấn ở các câu lạc bộ nổi tiếng châu Á, câu lạc bộ Nusa. Chi phí cho việc thuê thầy ngoại và tập luyện ở các câu lạc bộ nước ngoài lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Con số này của 15 năm về trước quả thực là con số không hề đơn giản. Năm 2005, khi đến California dự giải vô địch cầu lông thế giới, Nguyễn Tiến Minh trải qua 14 ngày đầy khó khăn. Khi đó, cho dù ăn hai đầu lương của thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia, Tiến Minh cũng chỉ nhận được 2,4 triệu đồng mỗi tháng. Nếu như không được gia đình hỗ trợ thì khó có thể trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Tay vợt lừng danh này thừa nhận.